Chép à? Chép. Ôi, con này bé đi. Ôi, con này cũng phải 5 lạng rồi. 5 lạng này. Và 5 lạng mỗi khi thì cất to. Con này cũng cần vượt được. Cất to con này bé. Thích nhất. Cá chép nha mọi người nha. Đấy, cá sông à. Ui giời, ngon chưa? Còn cá sông ấy. À, con này to phết nhỉ? Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày nghỉ, bọn mình rủ nhau đi câu cá tại một nơi có phong cảnh thiên nhiên rất là đẹp. Nào, chúng ta bắt đầu đi câu cá thôi. Đấy, hết cỡ ra đây. Xa quá bà. Hả? Xa đâu, cháu còn chơi xa hơn mà chị quay đánh ấy. Nó nhấp đục như thế, câu gần. Chú cái xa cái gần thế à? Cho nó ném thật xa vào. Kiểu gì chả được cá to. Trời ơi, sâu lắm ấy. Tao YouTube rồi. Kênh như nào ấy. Kênh anh như nào để em biết đăng ký. Anh Thảo là không thích con gái. Mới làm nữa anh à? Ừ, anh mới đấy mà. Tối ném ra gần chú bè chú ăn lại ấy quá cả. Động không? Cái gần cái xa. Thế rồi nhỉ? Xuống nước rồi không thôi cũng làm gì được. Thôi thu lên ném lại. Ở chỗ này nông thế. Có gì đâu. Xuống vật đến luôn. Bọn mình đi câu cá phải sắm cái lều để qua đêm này mọi người ạ. Quê quay lại chào cái nào. Chào nha.
Lật đi, lật đi. Rất là tuyệt vời. Trông ngon nhỉ? Quá tuyệt vời. Tuyệt vời quá đi chứ lại. Đói rồi đấy. Quá đói. Giờ nhìn thấy thịt thịt nướng là thèm lắm rồi đấy. Ớt chỉ thiên. Lại bột canh. Thì cho ít chua chua nữa nữa. Lật đi, lật đi. Coi cháy ấy. Đúng nhá, ngon đấy. Rượu này ngọt chứ đường đấy. Comment đấy. Thịt ngon chưa? Quá ngon nhỉ. Đúng đây anh ơi, tiền nguội đấy. Vợ nó nghe, thế đấy. Vợ nó nghe uống rượu xong nó gọi. Chất của con gái nhá. Con gái về Bình Ca. Yêu có thằng Lạng Sơn cũng là thợ điện, nhưng mà thằng kia bỏ vợ rồi. Nhưng mà kia cái đứa này phát hiện là vì nguyên nhân cái thằng này nó thế nào ấy, vẫn bỏ. Chắc thế. Thế là đợi bỏ, bỏ kia chắc là lưu thằng khác. Nhưng mà con đứa này chửi nó long long. Yêu cái thằng con em Phong, cái này Phong Thằng Phú ấy. Phong Phong Bình ấy, bồ ấy. Thế là lần nhằng bỏ, yêu người học Bắc Thái. Thằng kiểu nghiện nghiện. Đã nghiện đứa này là bỏ luôn. Nói chung là đã chơi bời thì khó thoát. Lúc ấy đang thấy đứa này nó chấm yêu. Đấy, trong công nhận nằm nên anh chê to mà thì thấy ngon. Ngon gì không? Ngồi ghế thì thoải mái mà. Đâu? Ngồi sạch thôi. Mai tôi quần anh cả ngồi. Mai à? Tuyệt vời. Mai với anh em mình ngồi đây một cái nhỉ. Thấy không? Thấy không? Thấy mà. Nghệ chứ. Mấy ông điên này ở gốc cây. Ở bờ sông. Nhà không ở. Nói thật là nhà thì có ở. Mấy khi được ăn thịt nướng bên sông. Hôm nay là thật chất ra là hôm nay thằng dướng mà gửi thịt lên kia đấy lên về đến nhà nó bảo bây giờ về đến nhà mang cho bảo mang đi Lạng Sơn bán ế quay lên bảo là mày anh hộ em 2-3 cân tao hộ 1 cân 2 cân đều lấy đéo gì nhiều dướng mình ấy dướng em cứ toàn ấy bán thịt lợn nó lấy thịt lợn đi dướng thịt lợn ở trong trên mình ấy thì lợn thế dọc cho nó bán bán. Bán nhưng mà người ta chưa quen người ta cũng thịt nó này làm em pha chế cái gì vào cũng ngon ngon. À, món đặc biệt cho gọi là bộ canh của tôi không đấy lấy sợ đéo chín thả nhà rồi quá ra lại chín anh cứ nghĩ là không chín đấy gì quá ngon lắm có tham lại chín hôm nay em là tính là vừa về tiện bác dân hôm nay là tính rửa cái mái anh hiểu chưa xem nó làm nào. Thật ra bức dân chả biết gì. Đếp máy thì cho máy nhưng mà nào bây giờ thì làm cái máy thì thay đi ra thế nào.
Có nghĩa là hiện tại bây giờ cái nhà rất là lụp sụp, anh hiểu không? Bây giờ nó chưa cái thử. Mái nhà là bằng pro, mái nhà pro xi măng. Bây giờ mình có nghĩa là mình ở như thế lâu rồi, cái mái nó yếu rồi thì bây giờ tới nay thằng con nó còn vợ con nữa, thì khi con đi làm rồi thì cái đầu tiên là về kinh tế thì cũng không nhiều, ít cũng phải biết sắm sửa nhà, sửa cái nhà để bây giờ ông dân dạo này lại có xây mấy không? Nâng hai viên lên thì nhà nó sẽ thoáng cao hơn. Sau đó nâng lên cao một tí nhá, hai viên đi. Để cao lên cái nhà nó thoáng mấy viên đi. Hai viên thôi. Nhà ông ấy nâng lên một tí cao chả ảnh hưởng gì. Đó, theo anh nghĩ công nhận thấp quá. Sau đó lại sơn sửa vôi ve. Cái ngọt cũng sợ em ơi. Cái nhà đấy phải nâng lên. Em ơi, uống nhiều tí cũng sợ đâu. Vâng. Rượu đây rượu ngọt. Chín. Không nâng lên thì quá thấp. Thấp quá. Anh em bảo với bác Phong từ tuần trước là làm cho rồi. Ừ. Bác Phong tính làm cho rồi. Đây bác Phong làm á? Bác Phong bảo tính là làm cả cái khu bếp nữa, nhưng mà để xem cái kinh tế của thằng anh. Ừ. Con nó như nào. Phong chị xuôi. Ông Phong chị ấy. Phong bảo, chị nụ như mấy. Con chị nụ hay hơn. Con cục to mà. Ở trong lều ấy. À, rất là Nam ạ. Ông Phong kia thật thà anh. Ôi, anh không đòi hỏi. Anh Phong nghỉ quá. Khuê biết được mà ông Phong được. Khuê tí nó rỗi nó chả món đây ngay rồi. Ừ. Chỗ này à? Trong lều ấy. Không kia hiểu nó hiền này. Thế rồi quên mất, đèo lấy con dao đi rồi anh ạ. Anh trong bè để dao trong bè anh mà. Không nghĩ là không lấy bè ăn nên. Nói anh ơi, dao này gọt quả. Quả. Anh nghĩ trong bè rồi xa kìa. Quả gì mà gọt? Quả thanh long mà. À hồi nhỏ. Thanh long đỏ. Hôm nay mai ăn. Quên. Mai ăn. Anh dòng mai ăn. Cái mũi nguội đấy cho cho vào phát lại nóng. Nghe bảo lấy đĩa về em cũng dùng đĩa đâu. Thôi qua cái. Em phải mở rộng mới được vào. Ôi bên đây em để cao đi còn lâu mới nóng. Cao quá rồi nhỉ. Ừ. Bây giờ mình không bốc. Nấy làm mỏng ra thì ăn bao giờ mới hết, mà làm dày này hết nhanh. Miếng to. Nào nhỉ? Làm dày quá. Anh ăn đi. Chú Hoan kéo đi về à? Anh đi nhấc tôm, dọn tôm.